Chào các bạn, đây là bao da Viva dành cho Samsung Galaxy Tab 10.1. Đây là màu trắng, bao da được thiết kế rất là đẹp, cắt được chỉ may rất là đều. Đây là mặt trong. Mặt trong được may bởi một cái sợi rất là mịn, có thể là bảo vệ được cái mặt trong của Samsung Galaxy Tab. Đây là có 3 đường gạch để chúng ta có thể dựng Galaxy Tab 10.1 lên. Các cổng lo ngoài, cổng sim, cổng giắc cắm 3.5 ly, điều chỉnh âm lượng nút nguồn đều thiết kế lòi ra ngoài. Đây là camera sau, đây là lo ngoài, đây là cổng sạc được thiết kế hở để chúng ta có thể sử dụng sạc hoặc là cắm các thiết bị âm thanh khác mà không cần phải lấy Galaxy Tab 10.1 ra khỏi bao da. Chúng ta cũng có thể dựng Samsung Galaxy Tab 10.1 này lên là cái khe rãnh này để chúng ta có thể có nhiều góc nhìn khác nhau, có thể dựng ở nóc 1, đây là nóc 2, đây là nóc 3, hoặc chúng ta có thể thậm chí là để ngay như thế này để chúng ta có thể dễ dàng bấm phím, bấm trên cái bàn phím Samsung Galaxy Tab 10.1. Rất là tiện lợi. Bao da Viva dành cho Samsung Galaxy Tab 10.1 hiện tại đang được bán tại các chi nhánh của Mai Nguyên. Sản phẩm hiện tại có 3 màu: trắng, màu đen và màu nâu. Thì khách hàng có thể là tham khảo thêm thông tin của bao da Viva dành cho Samsung Galaxy Tab 10.1 này tại website mainguyen.vn.